Lời giới thiệu Thư viện Hà Nội xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Chó dẫn đường phiêu lưu ký tập 2 Tác giả Mikhail Samarsky Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Năm xuất bản 2013 Người đọc Kiều Thị Mai chó dẫn đường phiêu lưu ký. Người bạn tri kỷ vượt qua rào cản ngôn ngữ. Thay lời nói đầu. Gâu gâu, ấy là lời chào của tôi. Chào các bạn người thân mến. Các bạn có nhớ tôi không? Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ. Nói là buồn nhớ cũng chưa diễn tả hết tâm trạng của tôi đâu. Tôi cũng xin chào những người bạn mới. Nếu các bạn chưa đọc tập 1 của cuốn sách này, tôi xin được tự giới thiệu. Tôi là Trí Sơn một chú chó thuộc giống labrador tôi đã tốt nghiệp trường chuyên đào tạo chó dẫn đường hẳn các bạn đã nghe nói về nghề chó dẫn đường chúng tôi giúp đỡ những người khiếm thị thực ra không phải ai cũng biết chúng tôi được huấn luyện như thế nào chúng tôi làm việc ra sao chúng tôi làm được những gì và nói chung chúng tôi có những năng lực gì tôi xin nói ngay công việc của chúng tôi không thuộc vào hàng nhàn nhã mà chúng tôi cũng chẳng ưa kiếm sống bằng con đường nhàn hạ Sứ mệnh chính của chúng tôi là phụng sự con người một cách trung thành và phi vụ lợi. Ở tập 1, tôi đã kể về chuyện tôi từng đưa lối dẫn đường cho cựu chiến binh Ivan Selevic. Ông này đã về cõi vĩnh hằng. Sau đó là cậu bé khiếm thị Saka. Các bạn biết không, chuyện có thể là rất khó tin. Nhưng lần nọ, tôi đã tặng người bạn nhỏ của tôi một chiếc cầu vồng. Vâng, câu chuyện ấy đấy. Cũng cần nói thêm rằng, loài chó dẫn đường chúng tôi không bao giờ coi những người mà chúng tôi phục vụ là chủ. Chúng tôi gọi họ là những người được chúng tôi bao bọc. Rồi các bạn sẽ hiểu vì sao lại thế. Công việc của chúng tôi không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Thỉnh thoảng, chúng tôi còn phải thực hiện những công việc khác nữa. Nói cách khác, trong những tình huống khẩn cấp, chó dẫn đường còn phải là vệ sĩ, chiến sĩ cứu hộ và thậm chí là... Thôi, tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết nếu các bạn muốn biết hãy cứ đọc cuốn sách đầu tay của tôi ây già trong cuốn sách ấy tôi từng mệt mỏi biết nhường nào còn bây giờ tôi muốn kể các bạn nghe về những biến cố mới xảy ra trong đời mình xin được chạy trước sự kiện một chút cuốn sách này xém chút nữa không bao giờ ra đời được vì tôi từng rơi vào những tình huống ngàn cân treo sợi tóc nhưng ơn trời sóng lớn rồi yên biển động rồi lặng như người ta thường nói đời chẳng thiếu gì những con chó hay cũng chẳng hiếm những con người tốt bụng đừng nặng lời trách móc tôi bạn nhé chẳng qua tôi thường thích sử dụng những thành ngữ của ngôn ngữ loài người có thêm thắt vào đó chút đỉnh tư duy của loài chó chắc các bạn cũng đồng ý là còn lâu tôi mới phải nghỉ hưu tôi còn phải làm việc nhiều cũng phải thôi vì người ta đã bỏ ra biết bao nhiêu thời gian công sức để huấn luyện tôi trong trường chuyên tôi không biết bên loài người thế nào chứ bên loài chó chúng tôi những nhân viên sáng giá như tôi không bao giờ bị bỏ phí chó dẫn đường không bao giờ bị bố trí đi làm chó giữ nhà xin thừa nhận là dù sao chuyện ấy thỉnh thoảng cũng có xảy ra tôi sẽ kể sau nhìn chung những chuyên gia như tôi được quý hơn vàng một khi vẫn còn sức lực còn đủ năng lực nghe nhìn và ngửi đặc biệt là với đầy đủ kiến thức trong đầu tôi còn làm chó dẫn đường các bạn hãy tin đi tôi kể về bản thân về những năng lực phi thường của mình không phải để tự khoe đâu. Thật đấy, tôi luôn cố gắng tận tâm tận lực phục vụ mọi người. Hẳn các bạn cũng phải thừa nhận rằng trước đây, khi chúng ta chưa quen biết nhau, nhiều người trong số các bạn thậm chí không thể hình dung nổi chó dẫn đường là gì và những con chó ấy làm việc ra sao. Cũng cần nói thêm, những gì được viết ra không phải do tôi hư cấu mà nên. Rất nhiều bạn đọc đã chia sẻ với tôi điều đó. Tôi nói nghiêm túc đấy. Lần nọ, tôi đã phải làm diễn viên suốt một ngày. Sau khi xuất bản tập 1, tôi được mời đến xem Peter Pan dự buổi lễ ra mắt bạn đọc. Cũng đúng trong thời gian đó, có một đoàn khách đến thăm trường đào tạo cho dẫn đường của chúng tôi và một người đàn ông khuyết tật đồng ý đi cùng chúng tôi đến dự lễ ra mắt cuốn sách. Nhà trường cùng cử cô giáo Lena, huấn luyện viên của tôi, đi xem Peter Pan dự lễ. Có thể các bạn không tin nổi, tôi biểu diễn ngay trong nhà sách trình diễn cho khán giả xem những tuyệt kỹ của mình chẳng giấu gì các bạn tôi hồi hộp kinh khủng nào phải chuyện đùa tôi đã trở thành một nghệ sĩ thực thụ tôi bước lên sân khấu ngó quanh khán phòng và cảm thấy hơi bị khớp tôi nghĩ bụng coi chừng dáng đừng để hỏng bét mọi chuyện nhưng rồi mọi chuyện đã diễn ra một cách tuyệt vời trong buổi lễ hôm ấy một nhiếp ảnh gia lại gần huấn luyện viên của tôi toa đầu tôi gãi gãi vào gáy tôi và nói Cảm ơn chị đã đưa Jason đến đây. Tôi đã 40 tuổi rồi, nhưng trước đây chưa bao giờ được nhìn thấy một con chó dẫn đường nào cả. Ôi chào, lúc đó tôi cảm thấy xiết đỗi tự hào. Nhưng bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào việc. Các bạn không thể hình dung nổi. Trong đời tôi đã diễn ra biết bao nhiêu chuyện mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Chuyện vui có, chuyện buồn có, và có cả những chuyện kinh hoàng nữa. Thậm chí tôi e ngại rằng liệu khuôn khổ của thể loại chuyện vừa có có chật hẹp đối với những câu chuyện ấy hay không? Thôi thì đành thế này, tôi sẽ bắt đầu câu chuyện của mình rồi để xem nó trở thành cái gì. Chuyện vừa hay tiểu thuyết mà có khi là cả một trường thiên tiểu thuyết kiểu như chiến tranh và hòa bình cũng nên. Chương 1 Ở loài chó cũng giống như ở loài người, kinh nghiệm sống tăng dần sau mỗi mối quan hệ quen biết. Ôi, nhưng cầu Chúa cho các bạn đừng gặp phải những cú làm quen kinh khủng mà tôi từng phải chịu đựng. Mỗi khi nhớ lại, tôi còn giật mình thon thót. Ban đầu, mọi chuyện khá xuân sẻ. Sau khi Saka phục hồi thị lực, tôi ăn không ngồi rồi chẳng được lâu. Chỉ được hơn một tháng là tôi lại được giao về cho một nhà văn nữ bị mù. Tất nhiên là ở đây, tôi sống khá sướng. Dù sao, tôi cũng còn khá ngây thơ. Cứ đinh ninh mình sẽ sống ở đây cho đến trọn đời nhưng sự đời không đơn giản tôi và người được tôi bao bọc tức là nhà văn nữ nọ đột ngột phải chia tay nhau hoàn cảnh bắt buộc phải thế đành chịu thôi và tiếp theo nhưng thôi cứ để từ từ rồi tôi sẽ kể dù rằng bà anna igorelna rivoceva trở thành người được tôi bao bọc chẳng được bao lâu nhưng chúng tôi chia tay như những người bạn lớn sở dĩ chúng tôi phải xa nhau chẳng qua vì giờ đây bà anna đã ra nước ngoài sinh sống tôi xin mách nhỏ nếu gặp người phụ nữ khá kính ấy các bạn chớ có mà gọi bà ấy là nhà văn gọi thế bà ấy sẽ giận lắm đấy bà ấy cho rằng cái từ nhà văn không tồn tại trong ngôn ngữ loài người nói cách khác trên đời này làm gì có nhà văn về chủ đề này loài chó chúng tôi chẳng dám lạm bàn ừ thì không có có gì đâu chuyện nhỏ vâng cũng cần nói thêm trong nhà chẳng ai gọi bà Anna, Gorena theo cách xưng hô kính trọng cả. Tên gọi chính thức gồm tên, phụ danh và họ của bà lặn biệt tâm đâu đó trong các loại giấy tờ, tài liệu, thư từ, vân vân. Còn trong cuộc sống bình thường, mọi người chỉ gọi người phụ nữ khả ái này bằng những cái tên thân mật đại loại như Anuka, Ahiuta hay đôi khi chỉ đơn giản là Anna. Bà Anna đẹp tuyệt, tôi nhận thấy một điểm nhỏ khiến bà ấy có phần giống tôi. Tóc bà ấy màu vàng kim, hệt màu lông của tôi. Vẻ đẹp của bà còn nằm ở đôi môi luôn hồng thắm, vầng trán cao, sống mũi thẳng và những ngón tay thon. Thân hình bà thanh mảnh, nhẹ nhàng, tựa như sương khói. Không hiểu sao rất nhiều người lầm tưởng rằng bà là diễn viên múa ba lê. Tôi chưa bao giờ được vào nhà hát, chưa từng nhìn thấy diễn viên ba lê bằng xương bằng thịt nhưng trên tivi thì đã chứng kiến họ trình diễn. Không, bà Anna chẳng giống diễn viên ba lê tẹo nào. Dĩ nhiên, là diễn viên ba lê cũng mảnh mai, xinh đẹp, hấp dẫn, nhưng họ hoạt động dữ dội quá, nào nhảy, nào nhún, nào quay tít mù. Còn bà Anna, Gorena của chúng ta thì luôn an nhiên tự tại, điềm tĩnh, ít nói, dịu dàng, uyển chuyển. Tôi nghĩ rằng, giá mà có một họa sĩ tài năng nào đó vẽ chân dung bà thì chẳng bao lâu sau Viện Bảo tàng Louvre, Bảo tàng nghệ thuật và lịch sử của Pháp sẽ dám đổi bức La Joconde, tức tác phẩm Mona Lisa nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci, để lấy bức chân dung bà. Tôi dám chắc. Bạn đã bao giờ nhìn thấy tác phẩm La Joconde chưa? Trong phòng làm việc của bà Anna Gorena có treo phiên bản của bức tranh ấy. Tôi chẳng biết sao mà người ta ca tụng bức họa ấy đến thế, rồi tìm ra trong đó biết bao nhiêu là điều kỳ bí mỗi phát hiện đều gây chấn động. Cái bà Mona Lisa ấy trông rành mãnh thấy mồ. Cái nhìn của bà ấy thấy mà ớn. Tôi có cảm giác như bà ta sắp mở miệng ra lệnh. Lại đây, ngồi xuống, nằm khoanh tròn lại, vân vân, giống như các huấn luyện viên dạy chó. Nhưng điều lạ kỳ nhất là dù tôi có đứng ở bất kỳ chỗ nào trong phòng, ánh mắt của bà ấy cũng cứ nhìn thẳng, chồng chọc vào mắt tôi. Tiếp như cái bức chân dung ấy, vậy mà người được tôi bảo bọc tức là bà Anna cứ luôn tự dằn vặt là mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy bản gốc bức chân dung ấy. Nghĩa là mơ ước của bà không bao giờ trở thành hiện thực. Tiếc làm gì cơ chứ? Nhưng mà thôi, mặc kệ bà ấy, nghĩa là mặc cái bà Mona Lisa ấy, không nói về bà ấy nữa. Mỗi khi đi dạo cùng bà Anna trong công viên, tôi sướng điên vì niềm tự hào về người mà mình bảo bọc. Tôi chưa từng bắt gặp một người đàn ông nào khi đi ngang qua chúng tôi mà không ngoái đầu nhìn và rồi nhìn theo cho đến khi khuất tầm mắt nói cách khác bà anna quả là một người phụ nữ tuyệt vời thời gian đầu chúng tôi chỉ đi dạo gần nhà nhưng rồi mỗi ngày cứ đi xa thêm một chút và mỗi lúc một xa hơn bà anna trở nên bạo dạn hơn đến mức quyết định cùng tôi ngồi tàu điện đi sang quận khác chơi dĩ nhiên mỗi khi lên xuống tàu đều có những người sáng mắt giúp đỡ bà đối với người khiếm thị niềm an ủi lớn lao nhất là được đi đây đi đó cho biết đó biết đây. Giá mà các bạn biết được lúc đó cuộc sống của tôi như thế nào. Ôi, nếu biết, hẳn các bạn sẽ phải lấy làm ganh tị. Đó là, ôi, thậm chí tôi cảm thấy khó mà diễn tả cho hết. Thôi thì, ta làm cách khác nhé. Các bạn có nhớ ông cụ Ivan Savelyvich không? Có nhớ Saka không? Rồi thì các bạn bè, người thân của họ. Ấy đấy, nếu được phát biểu về cuộc sống của tôi trong nhà của nhà văn anna gorena rivosiva hẳn cụ ivan savelevich sẽ nói shishan thống cứ như vua hay chí ít cũng là tể tướng saka thì hẳn phải thốt lên kinh ngạc đuối luôn con bà ngoại của saka bà Elizaveta masimona chắc phải luôn tay làm dấu thánh giá rồi thì thầm lẩm bẩm lạy chúa tôi thật là cuộc sống trốn thiên đàng mẹ của saka thì thậm chí tôi không biết thế nào nữa chắc hẳn bà ấy chỉ phán một câu đơn giản chẳng khác gì đại gia nói cách khác ở với bà anna tôi sống không đến nỗi tồi một gia đình cực kỳ thuận hòa hạnh phúc chúng tôi sống trong căn nhà ở ngoại ô gồm tôi mẹ anna gorena bố constantin alexandoric và cô con gái của họ tên là maha maha hãy còn nhỏ Lúc bấy giờ chỉ mới lên 10 thôi, nhưng tôi xin nói cho các bạn hay rằng, cô bé rất lanh, không hiểu sao bố Constantine thường hay gọi Maha là cô nàng ích kỷ. Tôi không rõ lắm ý nghĩa của danh xưng này, nhưng không thấy cô bé tỏ ra giận dỗi gì về cái tên gọi ấy. Như vậy, đó hẳn là một cái tên gọi đáng yêu. Maha quả là bản sao của mẹ. Cứ nhìn cô bé là tôi hình dung ra ngay bà Anna hồi bé trông như thế nào tôi cùng maha kết bạn ngay từ buổi đầu tiên các bạn biết đấy tôi rất thích trẻ con maha tắm cho tôi trải lông cẩn thận và thường hay đút cho tôi món này món nọ thật ngon lúc đầu tôi thường từ chối ngoảnh mặt đi mỗi khi maha đút món ngon ở trường tôi đã được dạy là không được ăn vặt chỉ được ăn những thức ăn chính nhưng về sau để khỏi làm buồn lòng cô bé tôi thỉnh thoảng cũng xơi một vài món được maha mời tôi luôn nhớ trong các bài học có nói rằng không được nhận thức ăn từ tay người lạ nhưng maha nào phải người lạ chúng tôi thân thiết như thể chị em thậm chí tôi với maha cùng chơi chung một quả bóng trên sân tập rồi tôi sẽ kể kỹ hơn về maha cho các bạn nghe tôi nghĩ rằng mai đây khi lớn lên maha sẽ trở thành ca sĩ giá mà các bạn được nghe cô bé hát karaoke trong nhà có dàn karaoke và thỉnh thoảng cả gia đình cùng hát Thậm chí tôi cũng hát phụ họa với mọi người, nghĩa là tôi thỉnh thoảng chu lên vài hơi khi mọi người đang hát. Tất nhiên là tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành ca sĩ ca siếc gì được. Nhưng mọi người cũng rất thích thú được nghe tôi cất tiếng gâu gâu khi họ đang hát. Sau mỗi buổi, cả nhà cùng ca hát, mọi người lại đãi tôi một món gì đó thật ngon. Khi thì thịt băm viên, khi thì một khúc xương, cũng có khi vài viên kẹo ngọt. Ôi chao ôi, vậy coi sao được cơ chứ, Xém chút xíu là tôi quên mất một thành viên nữa của nhà này. Trong gia đình, không phải chỉ có bốn khẩu, mà là năm. Trong nhà, còn có thêm một kỳ quan thế giới nữa. Đó là Kisulia, hay đơn giản là Con. Các bạn chớ vợ nghĩ rằng do lòng quý mến của mình mà tôi gọi bạn mèo trong nhà bằng cái tên ô yếm đến như thế. Chỉ đơn giản mọi người đặt cho bạn ấy cái tên như vậy, và tôi cứ thế gọi theo. Có vậy thôi mọi người kể rằng khi về với nhà này từ rất lâu trước khi tôi về đây bạn ấy có tên khác cơ musia hay dusia gì đó nhưng rồi do thuận miệng mọi người cứ gọi là Miu kisulia cho tiện giết rồi chết tên luôn ôi chào, cái cô bạn kisulia này thật là không hiểu do đâu mà tôi cứ phải chịu đựng những nàng không hiểu do đâu mà tôi cứ phải chịu đựng những quý nàng mưu con như thế này không Chúng tôi sống với nhau khá thuận hòa, thân thiện Nhưng Kisulia đôi khi tỏ ra là một đối tượng rất khó chịu chán chết đi được Đây, mời các bạn hãy hình dung một tình huống như sau Tôi đi dạo với bà Anna về Ăn lót dạo qua loa Tập vài ngụm nước rồi khoanh chân nằm nghỉ Tôi cần ngủ nghỉ nhiều hơn những con chó bình thường một chút Vì đối với tôi, nhiều khi tôi cũng phải thực hiện nhiệm vụ của mình Ngay cả trong lúc ngủ Vậy mà rồi xảy ra cớ sự Cô bạn Kisulia của chúng ta chẳng có chuyện gì làm, buồn quá, muốn chơi đùa cho khuây khỏa. Phải chi cô nàng vừa lấy con chuột nhựa của mình hay quả bóng tennis mà chơi cho đã đời đi. Đằng này không, thế tôi vừa thiêu thiêu chập mắt là Kisulia gây chuyện chọc phá. Khi thì kéo đuôi tôi, khi thì cào mình tôi, khi thì meo meo bên tai đứt cả ốc. Mèo gì mà chẳng ý tứ chút nào cả. Lắm bận, tôi đang ngủ cô nàng cứ đi qua đi lại trước mặt tôi, về vẩy đuôi, khiến lông đuôi ngoái cả vào mũi tôi. trò này khiến tôi cáu vô kể. mỗi khi như vậy là cứ phải hắt xì hơi ẩm cả lên. nhiều lần bà Anna phát giật mình vì tiếng hắt hơi của tôi. bà mỉm cười rồi bảo tôi: coi chừng bị cảm đấy, tri sân yêu quý ạ. câu, tôi đáp. Cổ nỗi bà Anna không nhìn thấy trò nghịch của cô nàng, Isulia nên cứ tưởng là tôi cảm ơn bà ấy vì đã quan tâm đến sức khỏe của tôi. Bà cười và bảo, không có gì, cháu ngoan, mẹ thương. Dĩ nhiên là khi được nựng nịu âu yếm như thế, ai mà chẳng nở từng khúc ruột. Nhưng xét trên khía cạnh khác, tôi biết làm sao đây với nỗi ấm ức trong lòng. Thế là tôi lại dùng chân trước che mắt lại rồi ngủ tiếp. Kisulia ma mãnh lại tiếp tục rửa trò. Lắm lúc cô nàng chơi những chiêu rất quái, khiến tôi điên tiết chỉ muốn chu lên như chó sói. Chẳng hạn, có lần tôi đang ngủ, cô nàng leo lên hẳn mình tôi mà nằm, rồi rên rừ rừ một cách khoan khoái. Có bực không cơ chứ, muốn tôi làm ngựa cho mà cưỡi chắc. Nhưng những lúc như thế, tôi cũng chẳng buồn hất nàng xuống, bụng bảo dạ. Cứ nằm đi, đồ khùng, miễn là đừng ngoái lông đuôi vào mũi người ta. Lắm bận cả hai, cứ thế ngủ như chết. Chúng tôi còn biết làm gì được nữa, chẳng lẽ lại cắn cô nàng người nhà với nhau cả, ai lại làm thế? Xét trên tổng thể thì những chuyện đại loại như thế chỉ là chuyện vặt. Rồi tôi sẽ kể các bạn nghe về mèo đặc trùng. Mèo đặc trùng khác xa với nàng tiểu thư Kisulia của chúng tôi. Cuộc sống và công việc của mèo đặc trùng phức tạp hơn nhiều. Nói gì đi nữa thì cuộc sống của chúng tôi trong gia đình nhà River City vẫn sướng chán. Thức ăn ngon tuyệt hảo nhé, lại còn có tiện nghi đầy đủ theo như cách gọi của ông cụ Ivan Savelivic là vương giả. Thử nghĩ mà xem, trong phòng làm việc của bà Anna có hẳn một chiếc giường sofa dành riêng cho tôi. Thật mà, có đầy đủ chăn gối hẳn hoi. Ở đây tôi mới được yên, vì Kisulia không bao giờ được phép bước chân vào phòng này. Sở dĩ Kisulia bị cấm cửa vì cô nàng đã tự đánh mất uy tín của mình qua một số hành vi hết sức nhảm. Lần nọ, cô nàng leo lên bàn làm việc của bà chủ quy bới lung tung khiến cho giấy tờ tài liệu bay tung tóe khắp phòng mà nào chỉ có bấy nhiêu đó thôi đâu cô nàng còn cắn xé mớ khăn giấy đến nát vụn ra khiến căn phòng trông cứ như bãi chiến trường những mảnh khăn giấy màu vàng cam vương vãi khắp nơi không phải mèo mà đích thị là đồ phá hoại mỗi khi bà anna ngồi làm việc trong phòng tôi nằm dài trên sofa khoan khoái lắng nghe những tác phẩm mới của bà Bà có thể làm việc trên chiếc máy tính đặc biệt dành cho người khiếm thị, nhưng thường thì bà đọc các chương sách mà bà viết trong đầu vào máy ghi âm. Rồi sau đó, ông Constantin, Alex Doric hoặc Maha sẽ chép vào máy tính. Rồi sau đó, ông chồng sẽ sửa lỗi, biên tập lại và thường xuyên góp ý, phê bình tác giả. Thỉnh thoảng xảy ra những trận tranh cãi kinh hoàng, dai dẳng, đến nỗi tôi cứ nghĩ rằng thôi rồi, chỉ về mỗi chuyện này thôi họ sẽ cãi nhau cho đến khi xuôi tay nhắm mắt ấy vậy mà không sáng ra tôi nghe bà anna thỏa thẻ anh yêu em nghĩ lại rồi quả là cái trường đoạn ở biển ấy rất cần phải viết lại đoạn ấy em viết xoàng quá anh nói đúng đấy anh không ép buộc em đâu anna yêu quý ạ à. ông constantin alexandrovich trả lời em hãy tự quyết định lấy em là tác giả mà hừm các bạn nghe thấy rồi chứ ông ấy bảo là không ép có thật ông ấy không ép không điên thật mới hôm qua ông ấy còn nói vu vơ với vợ là trong suốt cuộc đời của mình ông ấy chưa bao giờ đọc phải một thứ văn chương kém cỏi đến như thế vậy mà bây giờ thì ông ấy bảo là không ép buộc gì chết được với những con người như vậy nhưng rồi thú thực dần dần tôi cũng chẳng còn lấy làm lạ lẫm trước những màn biến hóa như vậy nữa các bạn biết đấy giới văn nghệ sĩ ông chồng của bà anna không chỉ là biên tập viên mà còn là nhà thơ nữa cơ đấy, cực kỳ dỗi hơi. Thỉnh thoảng họ ngồi với nhau suốt buổi tối, đọc cho đọc cho nhau nghe những vần thơ, áng văn. Thậm chí bạn có thể không tin nổi cả những mẩu chuyện thuộc vào hàng của tích. Họ gật gù tán thưởng, rồi chợt cười, đôi khi chật khóc. Vậy mà rồi đến ngày hôm sau, mọi chuyện bay vèo đi đâu mất? Aha, mọi chuyện bay vào gò má. Tôi không hiểu lắm câu thành ngữ này. Thế còn các bạn? các bạn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ bay đi đâu tất nhiên là bay đến chỗ lũ quỷ của loài chó nhưng xin giải thích dùm điều đó có nghĩa là gì chó và quỷ thì mắc mớ gì ở đây còn phải nghĩ ra thêm điều gì tương tự nữa chứ lại có một thành ngữ còn ghê răng hơn nữa nhảm như chó các bạn đã nghe câu ấy bao giờ chưa có chết cũng chịu chứ tôi chẳng thể nào hình dung ra được đó là thứ nhảm gì ờ mà loài người các bạn cũng thường nói rằng chó là bạn của người các bạn yêu quý những chú vệ, chú đốm chú xù của mình trong nhà bạn có thể có chú chó bốn mắt hay chú cún kiềng nào đó và trong nhà bạn không ai mở miệng thóa mạ loài chó đúng vậy không vậy mà trong cuộc sống mỗi khi có chuyện gì không hài lòng bạn vẫn có thể thốt lên đời này mới chó má làm sao nào bây giờ lấy thí dụ cuộc sống của tôi ở nhà bà anna Gorena khiến khối người phải ganh tị. Đời chó thực ra cũng bình thường thôi. Còn bây giờ nhá, bây giờ tôi sống ra sao? Xin lỗi, các bạn không cách nào có thể gọi đó là cuộc đời chó má.